Alo. Tao đây. Ừ, Bảo à. Ôi giời ơi, mày hại tao rồi mày có biết không? Hả? Thà mày giết tao đi còn hơn chứ mày mày để tao sống như thế này à? Hả? Mày có biết là lâu lắm rồi tao không nhìn thấy mặt trời không? Mày muốn chết thì dễ mà. Cứ đến gặp chị Hương là mày sẽ toại nguyện thôi. Cái gì? Tôi con lạy bố. Tao nghe cái mồm mày tao sống chui sống nhủi đây này. Đến ra đường tao còn chả dám bảo tao đi gặp nó. Vậy thì tốt. Cố chịu khổ thêm vài ngày nữa để ta xem động tĩnh thế nào rồi tính nhá. Ok. Này này, thôi nhá, có gì tao gọi lại mày sau nhá. Vừa mới chăn được một em hàng ngon lắm. Phổi to bằng cái bát. Rồi, tao phải đi tắm phát, em sắp đến rồi nhá. Chờ anh lâu chưa? Anh đây! Trốn đi đâu? Không, bỏ ra! Cho anh giải thích vô ra, bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra! Này, giải thích đi! Bây giờ như thế nào? Chết đi! Này, này, chạy đi đây! Chạy đi! Đau quá. Bây giờ có cưới không? Cưới. Không, không cưới, không cưới. Không cưới à? Có cưới không? Không cưới, không cưới, không cưới. Không cưới. Không. Này thì... Không cưới này. Không cưới này. Không cưới này. Giết tôi đi. Thôi thôi, đau quá. Hỏi lần cuối, có cưới không? Có cưới không? Không, không cưới. 9 8 7 6 Mai đi đăng ký kết hôn nha. Mẹ ơi. Hả? Mẹ. Mẹ ơi. Sổ hộ khẩu nhà mình đâu hả mẹ? Lấy hộ khẩu làm cái gì? Ngày mai con sẽ đi đăng ký kết hôn ạ. Sao con không để mẹ yên ổn chút nào? Sao con cứ đùa mẹ thế? Con đùa mẹ làm gì? Con nói thật đấy, đây là hạnh phúc cả cuộc đời con cơ mà. Sao chị quyết định vội vàng thế? Nhà mình đang có bao nhiêu chuyện. Chị không sợ thiên hạ người ta dị nghị à? Dị nghị cái gì? Mặc kệ người ta. Tao quyết rồi. Tao quyết định là sẽ cưới sớm nhất có thể. Mẹ phát điên lên mất. Bố thì vừa mất, con gái đã quằn quạc đòi lấy chồng, như thế là ra làm sao? Mẹ, bố đã mất đâu à? Trong mắt mẹ, bố chết lâu rồi. Bố chưa mất là chỉ riêng nhà mình biết thôi. Còn ở bên ngoài, ai chẳng nghĩ nhà mình đang có tang. Mà ở đời có ai bố vừa mất, con gái lại đi lấy chồng đâu hả chị? Mặc kệ tao, tao thích thì tao làm. Tai đứa nào gần mồm đứa ấy nghe. Người ta không nói con,
mà là nói mẹ sinh con ra mà không biết dạy dỗ, hiểu chưa? Mẹ. Hay là em nghĩ chị cứ để một thời gian nữa rồi lấy chồng có sao đâu? Có sao đâu. Đấy là mày nghĩ như thế. Để thêm một thời gian nữa, có các bạn tao không cưới đâu. Làm gì thì làm, cũng phải nghĩ đến gia đình mình chứ. Thì mẹ cũng phải nghĩ cho con mới chứ. Không lẽ mẹ muốn cháu của mẹ không có bố à? Mẹ. Mẹ. Thôi được rồi, để mẹ tính. Nhưng mà làm gì thì làm, không được ầm ĩ đâu đấy. Vâng ạ, ầm ĩ nhỏ to với con không quan trọng, miễn sao con có anh ấy là được ạ. Còn như mẹ. Nói gì nói đi. Dạ, kính thưa quan viên hai họ, cháu xin phép có đôi lời phát biểu ạ. Trước hết, cháu xin thành thật xin lỗi vì hôm nay ra mắt họ nhà gái thì mẹ cháu tự nhiên lại bị tai nạn đột xuất. Bố cháu thì bị bại liệt từ hôm qua, nên chỉ có một mình cháu đại diện họ nhà trai đến đây ạ. Cháu xin hứa với gia đình là từ nay cháu sẽ ngoan ngoãn, nghe lời em Hương cũng như là mọi người trong gia đình ạ. Nếu mà trong quá trình làm rể cháu có điều gì sơ suất, cháu mong mọi người lượng thứ. Cháu xin hết ạ. Cháu xin phép bác Hải cho cháu nói chuyện với anh Hải. Này, làm cái gì đây? Kính thưa anh Hải, em biết là từ trước đến nay thì anh em ta có sự hiểu lầm nhau. Nhưng bây giờ cơ sự nó như thế này rồi, em mong anh nhắm mắt xuôi tay, mong anh nhắm mắt bỏ qua, tác thành cho hôn sự của em với Hương. Em chân thành cảm ơn anh ạ, chúc anh hạnh phúc. Ôi xin lỗi cả nhà, tôi đến muộn, ôi đường đông quá. Thế đại diện họ nhà giai đâu, sao không thấy đến? Dạ, cháu xin phép lại phát biểu từ đầu ạ. Kính thưa quan viên nai họ, hôm nay ra mắt họ nhà gái, cháu thành thật xin lỗi vì mẹ cháu lại tự nhiên bị... Thôi. Dạ, ông bà thông gia tuổi cao sức yếu, lại ở xa nên không đến được. Với lại hôm nay là cái lễ ra mắt nho nhỏ, để cháu Hải đường đường chính chính về sống với gia đình. Đợi bao giờ ngày lành tháng tốt thì sẽ làm tiệc cưới, lúc đó sẽ đông đảo họ hàng nội ngoại hai bên anh ạ. Đúng rồi, phải thế chứ. Phan thị là cứ phải đàng hoàng, hoành tráng, giống như hồi cưới ông Hải. Nó cả một cái dàn siêu xe sang trọng chạy được hàng cây số nhỉ. Thế anh ta vào tiệc ấy, vừa ăn vừa nói chuyện nhỉ. Bác xin lỗi vì nhận được tin báo muộn quá, thành ra chả chuẩn bị được cái quả cáp gì cái. Thế thì dạ không sao, người quê có tâm lòng. Dạ. Chúc mừng hai cháu. Cảm ơn bác ạ. Mời mẹ Hải. Chúc mừng. Dạ.